Thưa quý vị, thị trường chứng khoán mở đầu phiên ngày 13 tháng 6 với sự tăng điểm của VN Index và tuy nhiên tới cuối phiên chiều thì thị trường gặp áp lực bán mạnh nên chỉ số giảm xuống dưới mốc 1.300 điểm. Song nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng làm trụ đỡ, VN Index tiếp tục giữ được sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng nhẹ. VN Index tăng hơn 1,3 điểm lên mức 1.301,5 điểm. HNX Index tăng 0,05 điểm lên mức 248,3 điểm. Thanh khoản thị trường đạt hơn 26.000 tỷ đồng với khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu. Một loạt cổ phiếu ngân hàng được giao dịch mạnh như MBB, TPB, VPB, STB, LPB, SHB đều ghi nhận sắc xanh với thanh khoản cao. Nhóm ngân hàng hôm nay thiên về phía tăng với 16 trên 21 mã tăng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp. Đáng chú ý, cổ phiếu FPT tiếp tục bị xả mạnh hơn 720 tỷ đồng. Và với lực bán này, FPT giảm hơn 1,5%, trở thành mã tác động tiêu cực nhất tới VN Index trong phiên hôm nay.